Xin chào các bạn, mình là Nguyễn Đức Mẫn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tập luyện chiến lược số 14. Một, bước lên đinh chân trái, đấm thẳng vào đối phương. Hai, lướt chân trước, bật ngược xỉa về phía trước, về phía đối phương. Ba, xoay tấn, đánh trỏ số 2. 4, xoay tấn, đánh trỏ số 2, tay trái, thu về thủ, đổi bên làm tương tự. 1, 2, 3, 4, 5, thu về thủ. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn tập luyện chiến lược số 14. Trong chiến lược số 14 thì chúng ta sẽ sử dụng đinh tấn để di chuyển và chúng ta đánh hai vế. Chúc các bạn tập luyện thành công. Các bạn thấy video mình hay, hữu ích thì hãy like, comment, bấm chuông và bấm subscribe để theo dõi video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.